nó có khả năng là chữa trị. Chữa trị này vỡ mồm. Ôi cần chết chết luôn đi. Ôi ngon. Quá ngon. Cần gì? Cần gì em này? Cần gì cào này gì? Này gì? Chạy nhót này. Chạy đâu? Chạy đâu? Ngay. Này thì nhữ này liền nữa, đừng ai ca hết nha, đừng ai ca hết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn đã không ca hết của mình rồi. 3 viên 2 viên 1 viên lao vô luôn rồi. Grebella con la papaya. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm clip về khẩu AK-74 này. Nó vừa cho, hình như cho hôm qua thì phải, mình cũng không nhớ nữa. Thế éo nào trí nhớ mình mất tập trung vãi. Rồi thì khẩu này bắn cũng được. Ôi cần chín chết luôn đi. Ý ôi ngon, quá ngon rồi. Vừa vào mà đã ăn được một cận chiến rồi, chắc sẽ clip này sẽ ngon lắm đây. Rồi mình sẽ cố gắng lấy thật nhiều cận chiến cho các bạn. Đây là chế độ zombie V4 nha các bạn, không phải là zombie PK đâu. PK thì mình sẽ lao vô, và hình như lúc nãy mình cũng lao vô mà. Rồi mình xin bỏ qua cái đoạn đấy đi. Rồi bây giờ mình sẽ vào bắn zombie. Rồi mình sẽ hấp diêm anh chàng này. Anh chàng có khả năng bất tử. À không phải chứ. À nó có khả năng chữa trị. Để đi chữa trị này. Vỡ mồm. Đâu. Đây còn đây nữa. Ê còn có một con zombie nữa các bạn ạ. Ê chạy đi em ơi. Ê ngủ người. Đi eo nào. Đi eo nào. Ơi. Holy shit. What the. Thế eo nào nó chạy từ sau lưng nó cào ạ. Vai hàng thật. Cào thế thì mình không đỡ nổi rồi. Bỏ tay. Rồi hai thanh niên này thẩm du này thì. Này thì thẩm du thằng trước thằng sau này. Vãi hàng. Thằng trước thằng sau. Các bạn thấy không? Một thằng trước thằng sau vẫn chết các bạn ạ. Hai thằng này chắc là chơi theo team đi. Kè nhau vào chơi đi. Này thì cặp kè với nhau này. Hồi máu đầy thì mình sẽ lên mà hiếp em nó. Một cười vãi lơ thằng trước thằng sau. Thủ đằng sau không biết thì eo nào thủ cái gì đằng sau vậy. Đằng sau thì chỉ có cường thi mới nhảy lên đó nổi thôi, chứ còn con nào nhảy lên đó được. Rồi đi đi. Chít này ô. Chít lì vãi. Ui vãi tưởng nó cloud là chém mình chít đó chứ. À mình chỉnh lại cái độ sáng này. Vì mình bắn zombie rồi mình để cái chế độ này cho đỡ hài mắt được đó các bạn. Ở cái chế độ đọc sách ấy, các bạn ấy lên tìm trên mạng và bật cái chế độ đấy lên thì nó sẽ không hại mắt. Nhưng đối lại thì các bạn bắn zombie các bạn rất là khó thấy. Thì màn hình rất là vàng. Lúc nào mình bắn không có chuẩn, cận chiến cũng không có chắc luôn. Rồi nãy làm clip cận chiến nhưng được vài phát đầu cận chiến ngon, sau chơi cùi nên mình bỏ, mình làm lại clip mới cho các bạn xem ngon hơn. Nãy chơi một được hơn 150 kill, chơi được 150 kill mà 1-2 phát đầu cân tim với cận chiến đồ các thứ mà vẫn bị có thanh niên chê gà các bạn ạ. Vãi lờ thật. Rồi ê nấp đây làm gì, nấp đây làm gì em ơi, nấp đây làm gì. Ôi vãi, mình hơi cái tay mình hơi ấy, nãy không đi lùi thì cận chiến luôn rồi. Ôi thằng kia KS vãi lờ.
Dạo này cho ngắm ngắm VIP 2, ngắm AI VIP 2 rất là nhiều thanh niên cầm vào chơi zombie. Khiếp quá các bạn ạ. Thế éo nào chơi toàn thẩm du. Ôi thoát. Thoát nhiên không thì vỡ mồm. Rồi, hero. Hero thì chúng ta vẫn cứ bắn bình thường thôi. Thanh niên này làm gì? Làm gì em ấy? Làm gì cào này thì nhảy nhót này. Chạy đâu? Ngu ngây phê. Ui giời. Quá tuyệt vời. Ôi, ui. Khiếp thế. Thanh niên chạy như ăn cướp vậy. Không có cướp gì đâu. Quay hàng. Rồi, khẩu này mình nghĩ là bắn cũng như cái khẩu AK-47 thôi. Còn cái đồ ổn định của nó thì mình bắn thì nó cũng như nhau thôi. Ý làm gì? Ý ấn biến hero chém luôn. Ôi vãi, ấn cái biến hero nó không biến các bạn ạ. Vãi hả? Ôi hết đạn thì lao vào chém luôn hết giờ rồi. Còn 5 giây nữa. 5 giây nữa thì làm được gì không đây? Rồi, không làm được gì cả. Không làm ngứa đít được em nó nữa. Trời ạ. Rồi, clip thì mình chủ yếu là cận chiến nên không có săn kill. Nếu các bạn muốn săn kill thì hãy comment bên dưới video thì mình sẽ những clip sau thì mình sẽ chỉ săn kill thôi. Cho các bạn xem kill mình một trận mình chơi được bao nhiêu kill. Rồi. Ý rồi, chết rồi. Đấy, sau lưng em này. Ê, con hàng ngon này. Đây thì nhữ này. Ê, nhữ làm eo gì nhữ. Quay lờ. Ê, nhữ này. Này thì nhữ này. Nhữ thì eo gì. Rồi, một thanh niên đã bỏ mạng. Thêm một thanh niên nữa. Đừng ai KS nha. Đừng ai KS rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã không KS của mình. Cảm ơn rất nhiều. Rồi. Đây còn gì nữa. Đây. Có con hàng này ngon này. Rồi. Cái điểm yếu, rất là yếu của nó là thay đạn rất là lâu nên chạy zom rất là khó các bạn ạ. Đâm ra là mình cận chiến nó không được tốt. Vì mình muốn nếu các bạn muốn cận chiến zombie thì phải có một khẩu súng thay đạn rất là nhanh. Thì các bạn có thể đối qua đối lại nhanh để có thể áp chế được con zombie. Nếu không thì rất là khó và dễ bị zombie cào. Và các bạn nên thôi vậy thôi. Chơi. Rồi không có gì đó. Rồi. Đây. Đấy con hàng rất là ngon đây. Ê vậy thế mà cũng cào được kìa. Chết là phải rồi. Hình xác em này. Thì bắn chết luôn đi. Mấy thanh niên đứng đây thì không có ăn cận chiến được đâu. Đây. Để chạy đâu. Chạy đâu em ơi. Chạy đâu. Ấy rơi lên đây làm gì. Ui hết đạn. Ấy rơi hết đạn. Ui vãi. Tiếc quá. Phát đây mà không lao vào cận chiến được. Trời ạ. Tự dưng bắn chết hết shot chết luôn. Thôi thanh niên này. Đủ chạy tắt à em. Ê vãi. Thế eo gì hết đạn rồi. Rồi cũng hết giờ rồi. Có gì đâu. Hết giờ rồi. Còn gì để nuối tiếc. Rồi chúng ta sẽ đến với trận cuối cùng. Nếu các bạn thấy clip mình làm hay thì hãy like và xem mạnh cái clip của mình nhá. Đừng quên subscribe kênh để cập nhật thêm những video mới nhất nhá. Vâng, mình sẽ tiếp tục trận cuối này. Trận cuối này chắc là mình phải tiến thêm một cận chiến nữa đi. Cố gắng vậy. Không biết cái phòng này chơi có gà zombie không. Phòng này được cái là đấy, ít khi KS ấy. Thì eo nào nó không thấy rồi. Chứ nó không thấy kiểu gì nó cũng KS thôi. Đời nào nó cho mình ăn. Ôi vãi hà. Ấy giời. Ôi giời KS của nhau thế. Ấy giờ ngon này. Con hàng ngon này. Ý vãi.
bọn này chơi của nhau khiếp quá. Ôi thoát kia mày, chạy 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 chạy. À không phải, thấy con bot đứng phía sau mình tưởng nó ví theo chứ. Ôi thằng kia không cao kìa, vãi hàng, chơi phe với nhau hả? Vậy lơ, nó lên đứng đó nó cản zombie cho thằng kia các bạn ạ. Ơ thằng đứng phía kia mà nó không cao. Rồi, này thì chơi phe phiếc này. Phe, ôi rồi, thằng này đứng đấy làm gì? Thằng này bị điên này. Bị điên, cái tội bị điên. Thế là mình sẽ lại ăn cận chiến chắc. Chắc là mình sẽ ăn cận chiến quá. Thế eo nào chơi toàn. Này thì, rồi, vỡ mồm, ngu người. Quá ngu người. Rồi. Chơi thế eo nào chơi cà phê phiếc. Rồi. Không biết là nó chơi cà phê hay là nó lên đứng nó làm eo gì, nó chắc là nó nhử đấy. Ấy lại thanh niên này. Làm gì nhóc? Ui vãi hàng. Bọn này toàn KS. Từ từ đã. Từ từ thôi. Rồi từ từ. Ui dãi lờ, biết thêm lao vào mình cắn chiến luôn là nó bắn cover cho mình rồi. Rồi hết đạn các bạn ạ. Các bạn thông cảm nha. Hết đạn rồi. Ây giờ qua đây. Ui thằng nào cần chiến vậy. Rồi mình hết đạn rồi. Còn 3 viên, 2 viên, 1 viên. Lao vô luôn. Rồi. Vài hàng. Rồi. Hết giờ rồi. Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nhấn like và chia sẻ clip của mình nhá. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy là trời ván buồn cười vãi lơ. Rồi. Kết thúc nào. Bye bye tất cả các bạn nhá.